Rồi sĩ này sau 10 ngày uống thuốc này quý vị khán giả thấy mặt tươi tỉnh hẳn ra. Rồi bữa nay Trường làm một cái talk show để nói chuyện với sĩ, coi sĩ nó tiến triển như thế nào sau một tuần uống thuốc của thầy ông bác sĩ gì quên tên này. Bác sĩ Hòa. Hòa là phó giám đốc, bác sĩ Hòa là phó giám đốc của bệnh viện Tâm Thần Nhị Bình. Thì bữa giờ về uống thuốc thì em thấy nó chuyển như thế nào sĩ? Hôm bữa chích thuốc á hả? Chích cái mũi nó vô là mệt hả? Cầm cái chén cơm gần rung. Trời, trước đó em đã bị rung rồi. Có rung mà không có. Trước đó rung rồi. Thì sau này chắc vô thuốc rồi nó chuyển thuốc hay sao? Nhưng mà cái thuốc uống thì em uống vô thì thấy sao? Buồn ngủ không hả? Cái đó chắc nó ổn định thần kinh thôi. Thôi cũng được. Nhưng mà thấy em nay chịu nói chuyện nè, vui vẻ nè. Thì ở dưới nhà chị Loan em có Em có sáng em có đi vòng vòng không, là ở trong nhà không? Ở nhà không hả? Dụng nó nói chuyện hơi lớn thì ở đây quay chắc khán giả xem chắc cũng khó, hơi khó nghe một chút xíu. Mở cái vỏ ra, không phải mở cái vỏ ra gắn cho cùng băng vô. Cái họng nó lớn quá hay sao? Mấy bữa nó về trong nội em có nhớ nó không? Về nó đỡ quần hả? Ở ngoài nhà nó quần dữ lắm hả? Nó quần sao? Phải gắn băng vô nó mới vô. Nói chuyện tối ngày luôn. Nói chuyện mà nó lớn họng quá này mình nghe nó mệt phải không? Thì em ở thêm mấy ngày nữa là vô về trong nhà được không? Ê, tìm sơn tìm đồ có rồi nha. Sơn rồi làm La Phong đã có rồi đó. Cái này đâu có băng đâu. Thì cái rèm cửa nữa. Rèm cửa thì anh chưa có kêu vô làm. Cái họng nó lớn quá không? Nóng đậu ngán vậy đó. Thì em có tính là khi nào về không? Khi nào đưa về thì mới về hả? Không, khi nào em muốn về, em nói ngược quá. Nó không được, nào lo đưa về, đưa về về. Không có, vậy là em nói ngược, ví dụ như em khi nào em muốn về thì em nói chị Loan đưa về. Mà nó không được. Sao nó không được? Hả? Thì em nói thì nói thôi chứ có gì đâu nó không được. Như hồi nay Loan đâu có nói đâu. Nó ra mày đi vài năm nữa tao nói ra chơi ở cái ảo luôn không gì vậy. Ra ăn cháo gà, của ăn gà, gà nấu gì. Là hồi lâu rồi á hả? Rồi không có ra đầu tiên. Đi mà đi không có nói gì nọ luôn, này đi bất ngờ luôn. Nhưng mà giờ em thích ở trong nhà hơn là thích ở ngoài chị Loan hơn. Nói để biết chứ cũng không có gì. Nếu mà muốn ở trong nhà hơn đó thì giờ nhà cũng xong rồi, thì mấy bữa nữa thì chắc chị cũng đem về thôi. Cũng không có gì nữa đâu. Thấy ở ngoài nhà chị Loan bữa giờ thì cũng quen rồi phải không? Đó cũng giống không ngủ với gặp được. Cũng giống không hả? Sao vậy? Là vô đó má ơi, vô mà đầu ra nằm cái con gì bu bu một hơn mà. À, nằm với gầy con gì nó bu hả? Tháo cái vỏ ra. À, em không có chăn mùng hả? Trời ơi, vậy mũi với con gì trời? Nó mũi nó y như con mạc. Mạc nó không chích hả? Không chích chắc mạc cũng nhọt nhọt như. Vậy là chắc mạc cũng rồi đó. Đây xong lên bữa giờ là nằm võng không? Đang nỉ lên võng lên liên quan nó cũng đâu lên một mới đồ có hết mà nó nằm thôi. Lên chân ngắn ngắn cho em đi. Mở cái nút này ra đi gắn băng vô được. Không có băng. Năng từ. Cái vỏ không? Hả? Còn nó tăng từ hay gì mà. Con đó hả? Cái con mà bò nó ngứa đó hả? Nhớ em mày hát em biết mà có chạy nữa. Con sẽ dắt được không? Cái này là cái tay nhớ nè. Không quay. Cái này hát không được đâu. Cái này là cái vô đây. Cái này.
rồi vậy thôi mấy bữa nữa ha, cho cái nhà của ba mình xong á thì hai đứa về luôn ha, hai đứa về lượt luôn ha, anh nói thiệt á, được không? Nào về về, khi nào chị Loan đưa về về. Em nói ngược không à, lẽ ra là em phải nói là khi nào mà em muốn về thì em sẽ nói với chị Loan để chị Loan đưa về, chứ không phải là khi nào chị Loan đưa em về thì em về, vậy là em không có chủ động cái tên. Chị hỏi nó rồi, chị kêu chị về, chị đưa cho về. Còn em coi ngủ năn nỉ văn bùng là không chịu văn bùng xong em, cuốn bùng nó giục á. Em phải chủ động, ví dụ như là em muốn về em nói chị Loan giờ em muốn về trong nhà thì chị đưa về thôi. Nói không được, tại sao không được? Sao nói không được? Dạ. Nó bị chèn chẹn ngay cổ họng hay gì? Dạ, muốn nói gì nó không được. Muốn nói gì nó không được, cái gì chèn cổ họng hay gì? Chị bật qua cái đồ đó, chị bật qua cái bộ cái áo sáng cho bạn. Nay đẹp trai rồi nè. Bạn bá áo nhìn nó. Nay nhìn thanh niên, nhìn thanh niên nè, anh thanh niên. Bộ đồ đó là sáng hả, cái điện muốn lại nó luôn mới bận á. Dạ, không chịu không chịu. Mặc đồ này đẹp mà. Bộ này cũng đẹp mà cái bộ anh Cường mới biết không, gắn cù băng vô cái vỏ vô cái bi không anh Cường? Cái bộ khám phá miền Tây cũng cũng nè cù băng nè, mà mở ra đi, mở ra đi, không có nó hát không có được, không có băng là nó hát không có được đâu, mà đút vô rút cái miếng đen thì nhớ này ra nè, đút vô cái USB nè. Sao mà rút đút vô đây được? Giờ không biết mở kiểu sao đây nè anh, có cái móng tay bén nhọn không? Món tài bén nhọn không? Hiển đưa món cá cho em về đó. Này muốn thợ tháo thẻ nhớ ra bé tiêu đây nè. Em bận. Muốn thợ á, muốn thợ đâu máy đâu băng á, tháo ra đâu còn băng đâu hát. Là vô nó má ơi. Là vô nó hè vậy đó. Thôi không được. Hai trăm mấy chứ không phải 350 hả? Hả 350 má ơi. 350 à? Hả? 200 mấy à? 200 mấy. Sao đưa lại chỉ con 350 hả? Rồi. Trời ơi, cái quần giá này 250, còn 250 mà. Hả? Bậy, đưa là chỉ có 150 à. Đưa chị 250. Đưa là chỉ có 150 à. Tờ 100 tờ 50. Chị đưa lộn. Hả? Quên. Cái quần nhiêu? Quần tăng. Không biết. Cái quần với cái áo là 350. Chị đưa 500 đó là chị 150, đây tờ 100 tờ 50. Không, cái đó cái quần cho mấy á. Sì bận quần đồ này. À cái đó là để chị tâm trả luôn nha. Thôi. Cái đó là để chị tâm trả. Tự nhiên đây qua Mỹ lấy 350 nha. Đâu có, với cộng thêm cái tiền xe nữa chị. Xe bữa giờ đi không bệnh nữa. Xe bữa nó là hết nhiêu rồi vậy? Xe á. Ủa xe đưa chưa? Xe đưa rồi. À xe đưa rồi. Giờ đang suy nghĩ xe nào, còn chiếc nào hơn. Không, cái xe đi khám bệnh á. Chở Dũng Sĩ. Xe đưa Dũng Sĩ đi là khám bệnh là trả rồi đúng không? Trả rồi. Vậy là còn quần áo. Có tiền quần áo không? Ừ? Trời ơi, tiền thiếu gì? Tiền đúng không nè? Thôi có đi nhà không cho đồ đi nè mấy bé ơi. Đâu cho đồ gì nữa đâu? Rồi. Giao vậy thôi chứ giờ không lẽ giờ nghỉ trưa mà kêu cô chú vậy cho. Thôi, không có, mình đi về đi cho mấy chùa cảnh kia. Ừ. Để tối không kịp. Ngồi nghỉ xíu đi. Rồi, đây cập nhật cái tình hình của Sĩ cho quý vị khán giả thấy ha. Nay đẹp trai sáng lạng luôn rồi. Nay mang dép nữa. Mang dép, rồi dép thì mang bữa giờ rồi nhưng mà nay nó mang quần tây với lại áo sơ mi nè. Nay Sĩ với cái chuyện nữa. Cho tự đi ăn, tự đi bới, tự đó bụng tưa, tự đó bụng tự đi kiếm ăn luôn. Thuốc à? Đừng có uống thuốc à? Gắng uống nha. Uống thuốc đều mà, bữa giờ uống thuốc đều mà. Uống thuốc thấy nay là Sĩ khỏe rồi mà. Khỏe rồi, nay thấy mạch thấy đúng sáng. Đúng rồi đó, chút sữa. Thấy sáng láng nè. Chút bôi nước ngọt. Không, không cho uống nước ngọt nữa. Mặt sáng nha. Ừ. Mà trưa uống tránh nước gì cho uống nước ngọt. Gác uống nha thiệt. Em dặn thấy nóng thì dặn sao á. Bữa đó ăn Cường mà chở đi khám á rồi hỏi thuốc có như là uống hơi nóng như buồn ngủ. Hơi nóng trong người ha. À Sĩ. Bác sĩ nói là cầm cái toa lên để lấy thuốc rồi thay thôi, nhưng mà khỏi cần phải em lên. Thì giờ em thấy trong người sao, uống cái thuốc đó vô sao, nói cho anh để anh khai với bác sĩ. Cực khổ dữ lắm. Mệt. Mệt, buồn ngủ. Rồi cái bữa mà chích vô, bữa đầu thì rung tay, phải không? Rồi còn gì nữa không? Vậy. Rồi có thèm vợ không? Thèm rồi. Thèm. Hả? Uống vô mà ngủ không biết gì. Rồi. Như là uống vô, ngủ, ngủ mệt. Được, tốt. Mệt nhưng mà không biết gì luôn, ngủ sao biết?
Nhưng anh Trường ngủ còn không biết đây. Rồi, hôm bữa đi đám của nhà bên nhà bé hộ làm sao, có gì vui không kể nghe coi. Bữa đó lên thấy hả, hát hò rồi ăn uống y xèo mà không có gì vui. Cười khắc khắc khắc. Ăn chung đàn bà cười khắc khắc luôn em. Bữa đó có gì vui vậy? Không có gì vui. Vậy lần sau đừng có đi nha, nhường cái sốt đó để anh đi nha. Từ đây đổ đi rồi ha, cái gì liên quan tới bé hộ để anh Trường đi. Được không? Hả? Nói thôi. Được không? Nha. Nói anh em mình đi luôn. Thôi. Sĩ đẹp trai hơn tới bé hậu dạ. Chắc chắn là chăm sóc cho sĩ không chăm sóc cho anh chắc rồi đó. Bến xe. Nha. Nha. Rồi nói vậy thôi, để xíu nữa mà về không có lấy thuốc được để anh nhờ chị Loan lấy 10 ngày thuốc nữa. Nửa tháng, 15 ngày nữa. Mới đây hết 10 ngày hả? Hết 10 ngày không, rồi. Nhưng mà ghé lấy cho em. Còn cử nữa, còn cử nữa. Còn cử là cử này nè. Cử này đâu uống được, cử này uống nó ngủ luôn sao rồi đi. Xíu chị Loan về em gửi tiền về ghé ngăn lấy nha. Ừ. Lấy cho uống nha. Uống cho nó hết, anh về tắm. Hỏi nhà bà Loan. Nha. Uống đi rồi cho nó khỏe rồi về trong nội. Về trong có nhà cửa xong có nhà rồi, sạch sẽ rồi. Trời ơi, tôi làm cái phòng của ông còn hơn phòng của cô dâu chú rể đó ông ơi. Rồi, tạm biệt quý vị khán giả ha.